Tại sao con gái chơi chứng khoán là mẫu bạn gái tuyệt vời nhất? Cô gái chơi chứng là một cô gái tâm lý dễ đoán. Vui quá. Thế là sao đi chơi cái đấy tiếp? Cho anh order cà phê sữa ấy, nhưng mà không cà phê. Còn bạn gái anh uống sinh tố dưa hấu nhá. Nhớ em nhá. Thị trường lại sập rồi. Cho anh đổi nước ép dưa hấu sang ép khoai môn tím hoặc là cái nước gì màu xanh xanh được nhá. Cô ấy không quan tâm đến các drama nhảm nhí, chỉ có bạn và tình hình kinh tế chính trị thế giới. Ui, chồng đang đi với bồ bị vợ bất ngờ úp sọt. Hành động cuối cùng sẽ là bạn ngỡ ngàng. Tin hay này em. Giật gân vào việc Trung Quốc hăm dọa Đài Loan dẫn đến các biến động kinh tế trong vòng 6 tháng tới không? Thị trường liệu còn ủng hộ nhà đầu tư? Cô ấy là một người giỏi tính toán và biết tiết kiệm. Ôi, túi đẹp thế. Anh mua cho em nhé. Ôi dồi ôi, cái túi này bằng gần 2.000 cổ SI. Thôi anh ạ, bỏ đi. Ơ, anh đang làm gì ấy? Anh đăng ký tài khoản chứng khoán à? Đâu, đưa xem nào. Ơ, sao anh đăng ký bên này? Xong đăng ký EntradeX. EntradeX miễn phí giao dịch trọn đời. Mà là còn tặng ngay 200.000 cho nhà đầu tư mới nữa. Thời buổi khó khăn như này, kiếm đâu ra 200.000 trong vòng 5 phút. EntradeX miễn phí giao dịch trọn đời, tặng ngay 200.000 cho nhà đầu tư mới trong vòng 5 phút. Cô ấy là người nhẫn nại, biết được giá trị của sự chờ đợi. À, lại tạch lô. Giờ trong tay anh chưa có gì, yêu anh em có chán không? Anh yên tâm, đến FLC em còn ôm 10 năm mới về bờ thì chẳng có gì là quá dài với em cả. Banana, banana, banana.